bảo vệ an ninh tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước đã đi qua chặng đường 60 năm với nhiều chiến công vẻ vang, nhiều gian khổ và không ít những hy sinh thầm lặng. Đảng, nhà nước và nhân dân gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào các thế hệ những người chiến sĩ đã phấn đấu hết lòng cho sự nghiệp cao quý này. Sau 9 năm kháng chiến đầy gian lao và hy sinh dũng cảm, quân và dân ta đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp. Một nửa đất nước được hoàn toàn giải phóng, nửa ở phía Nam vẫn thuộc chính quyền tay sai của Pháp. Đó là theo các điều khoản của Hiệp định Geneva. Lợi dụng lúc Pháp bại trận, đế quốc Mỹ nhảy vào thế trận. Mỹ đưa Diệm về. Mỹ đã nuôi dạy con bài tay sai này vì y là kẻ tham vọng chống cộng triệt để. Diệm bày tỏ với chủ các ngón nghề như đàn áp lực lượng kháng chiến cũ, bắt bớ chém giết những người không theo chúng. Trước thảm kịch đó, nhân dân ta vùng dậy đấu tranh. Đó là lời đáp trả rằng miền Nam Việt Nam còn nhân dân bất khuất, giàu bản lĩnh kiên cường. Công an không thể tiếp tục làm nhiệm vụ riêng chiến tranh nghĩa công an được. Thì đảng tổng hợp sang là cái ban nghiên cứu được từng về sứ ủy, tức là nói tóm lại là ban tình báo và mặt trận, thì những cái cán bộ tập trung, những cái cán bộ của công an rồi cán bộ của tân báo để mà làm cái nhiệm vụ này. Hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ rời quê hương miền Nam tập kết ra Bắc. Những đồng chí an ninh ở lại giúp vào bí mật cất giấu vũ khí, thanh lý trại giam, xã hội hóa để tiếp tục hoạt động. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã cử đồng chí Viễn Chi vào Nam truyền đạt chủ trương mới của Đảng. Tháng 9 năm 54. Và trong đó thì tôi đã gặp các ông chí phụ trách. Lúc giờ là đồng chí Văn Viên là sứ ủy viên, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Cao Đăng Chiến, đồng chí Diệm Ba là giám đốc, thì lúc giờ đã chuẩn bị tập kết, không làm việc. Và tôi truyền đạt đầy đủ những nhiệm vụ, những yêu cầu mà Bộ Công an đã giao cho tôi. Từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta chuẩn bị tốt để tiếp quản và quản lý vùng mới giải phóng. Hàng loạt các công tác rất mới mẻ, nhưng vì có những dự kiến chính xác nên mọi việc đều trôi chảy. Nhân dân ta đón chờ ngày thắng lợi đã 9 năm, nay được ổn định trong cuộc sống tự do, hòa bình, ai cũng phấn khởi ủng hộ chính quyền. Nhiệm vụ chính là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị và trật tự xã hội trong quá trình chuẩn bị tiếp quản và sau đó. Trước ban này tiếp quản thì nhận được chỉ thị của Trung ương là của Bác Hồ, công an phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi đại quân ta tiến vào thủ đô, không được để xảy ra tiếp nổ, không được để bọn phản mạng, phản cách mạng gây rối phá hoại. Thì dưới sự lãnh đạo của Đảng phối hợp các ngành thì công an đã làm trọn vẹn chỉ thị đó. Hàng triệu đồng bào xứ đạo ở Trung Châu Bắc Bộ và các tỉnh khu 4 nghe theo lời phỉnh dọa mà kéo ra vùng tập kết 300 ngày để đòi vào Nam. Lực lượng đối phó là công an cùng với đoàn thể và nhân dân lan tỏa vào đồng bào giáo dân để tuyên truyền giải thích. Ta kiên quyết trừng trị kẻ cầm đầu gây rối, vận động hàng vạn người bỏ ý định vào Nam. Các ngành các cấp đã gắn bó đồng bào từ khi mà họ bị kích động muốn rời bỏ quê hương, rồi rời bỏ quê hương kéo nhau hàng vạn người đến khu 300 này, đến thành phố Hải Phòng, do những kẻ lợi dụng thôn bản lập lên các lều trại
nhan nhản xung quanh bờ sông Lấp và khu Thợ Lý Hải Phòng, thì cán bộ các ngành các đoàn thể từ các địa phương cũng về Hải Phòng, và Hải Phòng đã phải dồn sức mình vào cái đồng bằng, lăn lộn cái đồng bằng cam go gian khổ phức tạp và có cả quyết liệt đấy. Có người đã hy sinh vì cái cuộc vận động cải cách ruộng đất đã giải phóng hàng triệu dân nghèo. Người thầy có ruộng là bức tranh xã hội tốt đẹp. Nhiều nơi ở vùng núi và đặc biệt ở Hà Giang, bọn phỉ đã gây rối. Công an và bộ đội kiên trì vận động khuyên giải, đồng thời phân loại rồi cô lập những phần tử cầm đầu do kẻ thù cài cắm lại. Chúng là những gián điệp nằm vùng nên đã bị trừng trị theo pháp luật. Ta mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Trần Minh Châu, tức Cập, cũng là lên án kẻ thù về âm mưu cài cắm gián điệp lại miền Bắc phá hoại ta. Qua vụ án trên, kẻ thù biết rõ sức mạnh, sự cảnh giác của nhân dân và công an ta. Các vụ bạo loạn do bọn phản động lợi dụng giáng dân ở Nghệ An, Thanh Hóa và các tổ chức khác ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Đó là hàng loạt công việc khó khăn mà công an ta đã cùng với toàn dân hoàn thành tốt. Năm 1959, chính phủ ta đã căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ra quyết định và đổi tên lực lượng dân cảnh thành lực lượng cảnh sát nhân dân. Sau đó, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân. Từ đây, lực lượng cảnh sát ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Cũng năm 1959, chính phủ quyết định thành lập lực lượng mới. Đó là sự ra đời lực lượng công an nhân dân vũ trang. Công an nhân dân vũ trang ra đời tạo thêm sức mạnh cho ngành công an hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Kẻ thù vô cùng thâm độc và xảo quyệt, chúng mưu toan làm suy yếu ta bằng nhiều cách, trong đó có âm mưu cách lực lượng lãnh đạo cách mạng ra khỏi nhân dân. Chúng lập ấp chiến lược, khu trù mật mà thực chất là giam nhốt dân, đàn áp đe dọa, không cho dân có cơ hội liên lạc với cách mạng. Mỹ tổ chức cho Diệm một đạo quân với số lượng ngày một đông, với trang bị vũ khí ngày càng tối tân. Chúng thành lập các tổ chức tình báo mật vụ trá hình, sở nghiên cứu chính trị xã hội do Trần Kim Tuyến đứng đầu để đàn áp nhân quân. Năm 1957, cao nguyên Buôn Ma Thuột chứng kiến một hành động dũng cảm của các chiến sĩ an ninh. Hà Minh Chí tuy không giết được Ngô Đình Diệm, nhưng nhân dân miền Nam hiểu cách mạng sẽ bùng lên và kẻ thù nao núng. Ngày 21, tôi xuống lấy súng và đi chuyến xe 5 giờ chiều ở tại thành phố lên băng thuộc 5 giờ sáng. 7 giờ là giờ nó 7 rưỡi là nó khai mạc. Diệm vào đứng ngay vị trí. Sau đó rồi sĩ quan hành lễ nó hô cho cờ, thì rung nhạc nó nổi lên, tôi đẩy băng đạn lên nhắm vai trái của Diệm, bóp cò, thì bóp cò nổi cái đoàn khói tỏa trước ra khẩm súng rồi. Nhân dân đấu tranh đã thành quy luật, đã thành câu ca, đã đè thì tranh phải cong, càng viết xuống thấp càng vùng lên cao. Trước sự phát triển phong trào đấu tranh ở miền Nam, trước sự đòi hỏi của cách mạng, đảng ta đã có nghị quyết 15 lịch sử. Sự ra đời của nghị quyết 15 lại thôi thúc thêm phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Với lực lượng an ninh, nghị quyết 15 là hồi kèn tiến quân vang dội từ sông Bến Hải tới chót mũi Cà Mau. Nhân dân miền Nam, từ địa đầu giới tuyến trải suốt miền Nam, từ đồng bằng đến các tỉnh miền núi đã đồng loạt nổi dậy chống lại kẻ thù. Từng nơi đã có sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giành chính quyền ở cấp cơ sở. Kẻ thù khắp nơi đều hoang mang. Địch mở chiến dịch ấp Bắc nhằm bao vây tiêu diệt lực lượng chủ lực quân khu 8. An ninh Mỹ Tho lấy được tin tức qua cơ sở điệp báo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo bố trí lực lượng đối phó, phối hợp với lực lượng quân sự an ninh địa phương, vận động quần chúng ở Châu Thành, Cai Lậy, Mỹ Tho đấu tranh chính trị, cản địch tăng viện, tạo điều kiện cho lực lượng ta rút khỏi ấp Bắc an toàn.
sau khi đánh bại chiến thuật trực thăng vận chiến xa vận của địch. Tháng 7 năm 1960 tại Trang Riệt, Tây Ninh, Ban An ninh xứ ủy được thành lập do đồng chí Phạm Thái Bường phụ trách. Đồng chí Cao Đăng Chiến là phó ban, đồng chí Huỳnh Việt Thắng là ủy viên. Tại Mã Đà, chiến khu D, Đồng Nai, tháng Giêng năm 1961, Trung ương Cục Miền Nam được thành lập. Tháng 10 năm 1961, Ban Bảo vệ An ninh Trung ương Cục được thành lập. Tháng 8 năm 1962, Trung ương Cục quyết định phân công lãnh đạo Ban Bảo vệ Trung ương Cục, đồng chí Phan Văn Đáng làm trưởng ban, đồng chí Cao Đăng Chiến là phó ban. Các đồng chí Huỳnh Việt Thắng, Vũ Huỳnh, Lê Văn Còn, Thái Doãn Mẫn là ủy viên. Mỹ Ngụy thực hiện chiến tranh đặc biệt ở chiến trường miền Nam và tung lực lượng biệt kích xa phá hoại miền Bắc, được Mỹ và quân Ngụy cách xa cùng tiến hành một lúc. Biệt kích xa Bắc bị ta bắt giữ, điển hình là vụ Phạm Chuyên, vụ Caster. Ta bắt chúng, khống chế chúng theo chỉ đạo của ta, để ta lại bắt được thêm nhiều tên khác và thu nhiều vật dụng. Như vậy, dù đã rất thâm độc về âm mưu, tốn kém về công sức và tiền bạc, kế hoạch 34A của Mỹ đã hoàn toàn thất bại. Không một toán biệt kích nào thoát khỏi sự trừng phạt đích đáng của công an và tinh thần cảnh giác của quân và dân ta. Trong thế trận đánh trả chiến tranh biệt kích của Mỹ, công an ta đã tóm gọn 78 toán gồm 463 tên biệt kích. Đó là chiến công của phối hợp nghiệp vụ và mưu trí của công an ta. Ngoài số biệt kích bị bắt, ta còn thu được hàng trăm tấn vũ khí, thuốc nổ, phương tiện, thông tin liên lạc và nhu yếu phẩm. Những chiến lợi phẩm ta thu được đã đưa vào cho an ninh miền Nam sử dụng đánh địch. Toán biệt kích nó tung ra đầu tiên là năm 61. Thì có một điểm đáng chú ý là nó vừa tung biệt kích, đáng lẽ nó là hoạt động bí mật nhưng nó tuyên truyền rất nhiều ở trên đài của nó. Cho nên là khi đó Ban Bí thư rất tỉnh táo mới triệu tập lãnh đạo Bộ Công an đến hỏi câu là thế tại sao nó vừa tung gắn điểm biệt kích ra, nó lại vừa tuyên truyền rầm rĩ như thế. Thì giả trả lời cái câu đó thì tức là đi đến kết luận là nó muốn kích động những cái bọn phản động ở trong miền Bắc này nổi dậy. Bọn biệt kích chỉ là cái mồi thôi. Vì thế cho nên cái chỉ đạo của Ban Bí thư phương châm là giữ bên dưới là chính, giữ bên trong là chính. Nếu mà giữ được bên dưới mà bên trong mà chắc thì biệt kích nó muốn tung bao nhiêu mình cũng bắt được. Sức mạnh của công an nhân dân được nhân lên trên nền của một phong trào quần chúng bảo vệ trị an. Người thầy ruộng ở nông thôn cũng như người sản xuất ở phố phường, một xã Yên Phong Ninh Bình, một khu Lê Chân Hải Phòng, một tổ dân phòng ở cuối 30 khu Đống Đa Hà Nội được nhân lên thành phong trào. Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước luôn theo dõi từng bước đi của công an. Bác khen ngợi cổ vũ, bác dạy bảo ân cần. Phong trào quần chúng bảo vệ trị an luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, có sơ kết từng thời kỳ nên phong trào được phát triển mạnh mẽ, tình hình trật tự trị an ở miền Bắc được giữ vững. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai, sôi nổi trên khắp miền Bắc, đâu đâu cũng cố gắng nâng cao hiệu suất công việc để chi viện cho chiến trường miền Nam. Thất bại trong chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện dịch Bắc Bộ để đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ngày càng ác liệt, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm của các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang. Công an nhân dân vũ trang phối hợp với các lực lượng khác bắn rơi 300 máy bay Mỹ. Công an nhân dân vũ trang Vĩnh Linh, Thái Bình, đến cả Kiến Lương, Quảng Bình đã bắt nhiều sạn lái Mỹ. Một cây cầu, một bến phà bị đánh hàng trăm lần, nhưng vượt lên mọi sự đổ nát là sự vận chuyển không ngừng. Cảnh sát giao thông là những người bám trụ ở từng nút thắt giao thông như ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, Vinh, Bến Bính, Hải Phòng, vân vân. Họ là những người thi gan với kẻ thù để giữ mạch máu giao thông, và suốt 10 năm đánh Mỹ ở miền Bắc, giao thông là mặt trận anh hùng. Bao nhiêu cuộc chiến đấu với giặc lửa đã diễn ra ở khắp nơi, sổ vang truyền thống còn mãi mãi tên tuổi các đội phòng chữa cháy anh hùng Hạ Long, Hoa Lư, Hải Phòng, Lộc Hà, Thanh Hóa, những đơn vị kiên cường dập lửa ngay dưới tầm rocket, trong vòng vây của bom nổ chậm để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.
lực lượng công an đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an, điều tra khám phá hàng ngàn vụ án hình sự, giữ gìn an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Công tác bảo vệ nội bộ, văn hóa tư tưởng cũng được đẩy mạnh. Lực lượng công an luôn tâm niệm, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của dân là niềm vui, lẽ sống của mình. Quân dân ta ở hai chiến trường Nam Bắc hiệp đồng chia lửa trong từng trận đánh, trong từng chiến dịch. Thế tiến công như vũ bão ấy đã đẩy Mỹ ngụy vào thế thua tất yếu. Một trong những mũi nhọn đi đầu là công tác tình báo, và đó là một công việc được Bộ Công an quan tâm hàng đầu. Để đối phó với tình báo Mỹ ngụy, chúng ta đã có những kế hoạch quy mô về tổ chức lực lượng. Cơ quan an ninh miền Nam phải mạnh, lực lượng thống nhất, chỉ huy thống nhất, đó là tiền đề của mọi thắng lợi sau này. Chi viện cho miền Nam luôn luôn là con suối mạnh mẽ sức tuôn trào, là dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Đường vào Nam của cán bộ chiến sĩ công an có từ khi len lách bàn chân trên lối mòn Trường Sơn đến từng phân đội đơn vị vào Nam bằng cơ giới. Đầu năm 1963, Trung ương Cục miền Nam mở hội nghị an ninh toàn miền lần thứ nhất. Hội nghị thống nhất tên gọi các tổ chức an ninh là Ban An ninh. Từ đây, công tác tổ chức xây dựng lực lượng ngày càng được kiện toàn và phát triển. CIA luôn chú ý đến bài bản quen thuộc là gài người và hàng ngũ đối phương. Ở chiến trường miền Nam cũng vậy, việc làm của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. An ninh miền Nam đã phá vỡ âm mưu thâm độc của chúng. Tên là Nguyễn Văn Hồng, nó là cán bộ của an ninh quân đội Nguyễn. Rồi thì nó đánh phá chui vào thành đoàn làm thư ký của thành đoàn, cho nên nó nắm được nhiều căn cứ, nhiều đơn vị của ta lắm. Thì nó đánh phá ác liệt, đánh phá trúng, và thỉnh thoảng nó có đi ra về Sài Gòn để và nó lên máy bay để nó chỉ điểm đánh. Thì trước cái tình hình đó thì đảng khu ủy mặt bảo tôi thấy làm thế nào cho rõ vấn đề này, thì tôi đã dùng sức đã phát hiện được cái này. Và khi mà phát hiện vậy, tôi mới đi ra khỏi thành đoàn cho nó đi học và bố trí trinh sát bám nó, và khi nó muốn chạy trốn chạy thì chúng tôi bắt, chúng tôi là sao chúng tôi bắt được và phát hiện nhiều âm mưu của nó đánh vào căn cứ của ta. Quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, an ninh miền đã cùng quân giải phóng đánh thắng trận đầu ở căn cứ núi Thành. An ninh Quảng Nam nắm tình hình địch, vẽ sơ đồ căn cứ dẫn đường cho tiểu đoàn 70 của tỉnh tấn công núi Thành. Sau 30 phút chiến đấu đã đánh tan một đại đội lính thủy Mỹ, rút lui về căn cứ an toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước toàn đảng toàn dân, dù Mỹ có đưa mấy chục vạn quân vào chiến trường miền Nam thì ta cũng quyết thắng chúng. Mỹ mới đổ quân vào đang hăng, chúng quyết định mở trận can lớn vào chiến khu kháng chiến của quân và dân ta. Mục tiêu là Trung ương Cục và các cơ quan đầu não của ta. Mục đích mà chúng lớn tiếng tuyên bố rất ngang ngược là bắt sống Trung ương Cục. Mà mục đích của chúng tôi là chính là nó cho thằng thành quân cái kiểu này giết lực lượng là 6 vạn, nhưng mà tham gia vô tận địa là 45 ngàn, ở nằm ở ngoài đó là 15 ngàn để tham chiến, nhưng mà thực tế vô là 45 ngàn. Mục đích của nó là để bắt cái đội Trung Quốc. Mỹ huy động vào trận càn San Sơn City gần 7 vạn quân, tưởng có thể san bằng tất cả, hủy diệt tất cả. Các lực lượng an ninh Trung ương Cục, đoàn 180 an ninh vũ trang, an ninh Tây Ninh đã cùng quân giải phóng liên tục chặn đánh, bẻ gãy nhiều mũi tấn công của địch, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Trong cuộc chiến đấu này, nhiều đồng chí trong lực lượng an ninh được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Đứng trước yêu cầu của chiến trường, lãnh đạo Bộ Công an đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua vì miền Nam ruột thịt trong lực lượng.
tình nguyện vào Nam chiến đấu. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã có quyết tâm thư tha thiết được vào Nam chiến đấu với đồng chí đồng bào. Các đồng chí ở trường, ở địa phương ngày đêm tích cực rèn luyện, sẵn sàng chờ ngày lên đường. Công tác khoa học kỹ thuật được lãnh đạo bộ đặc biệt quan tâm, nhờ đó hỗ trợ cho các lực lượng nghiệp vụ đánh địch có hiệu quả. An ninh Sài Gòn mở nhiều trận đánh bất ngờ vào quân đội Mỹ ở nội đô Sài Gòn. Đó là nơi trú ngụ tụ tập ăn chơi gặp gỡ của các sĩ quan chỉ huy mới đặt chân đến thành phố này. Đòn phủ đầu ấy đã khiến quân Mỹ hoang mang lo lắng. Để chuẩn bị cho tổng tấn công toàn miền Nam tại Sài Gòn, an ninh ta đã xây dựng hàng ngàn cơ sở bí mật ngay trong lòng địch. Bộ Công an còn sử dụng chuyên viên làm căn cước giả cho các thành viên hoạt động. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh lúc bây giờ là thứ trưởng Bộ Quốc phòng mà là ủy phái viên của Bộ Chính trị vào. Đồng chí mới phổ biến cái chủ trương nhận định của Bộ Chính trị là nếu như 5-6-7 địch nó không tiếp tục mở cái cuộc phản công thì chúng ta tấn công vào nội thành Sài Gòn vào đầu 5-6-8. Anh em thấy hiệu triệu của trên thì ai cũng hăm hở cho là đây là cái trận có thể đánh quyết định được, cho nên là từ lính bảo vệ cho đến văn phòng cũng đòi vào tham gia. Tết Mậu Thân, toàn miền Nam tổng tấn công. Các cơ quan đầu não của địch bị đánh đòn phủ đầu choáng váng. Giữ được thế bất ngờ này có sự góp phần to lớn của an ninh miền Nam. Đại sứ Mỹ và đại sứ một số chư hầu của Mỹ cũng không thoát khỏi tầm tấn công của ta. Tại đây, 12 đồng chí an ninh T4 chiến đấu anh dũng trong 8 ngày liền, đánh trả một tiểu đoàn địch, tiêu diệt hàng trăm tên, đưa bộ tư lệnh tiền phương từ địa điểm này sang địa điểm khác an toàn. Các anh đã anh dũng hy sinh thân mình để đảm bảo thắng lợi cho cục diện. Mỹ quay trở lại chiến thuật tung lực lượng tình báo vào khắp nơi, tổ chức lực lượng phục thù phá cơ sở ta. An ninh miền Nam đứng vững trong tình thế khó khăn, phân tán nhỏ lực lượng bám dân bám cơ sở, phối hợp với các lực lượng vũ trang khác, đánh lại các cuộc hành quân càn quét, tàn sát lấn chiếm của địch. Ngày 6 tháng 9 năm 1969, tại Tây Ninh diễn ra hội nghị bầu ra chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhà an ninh hình thành, đồng chí Huỳnh Việt Thắng làm giám đốc dưới sự điều hành của an ninh trung ương cục. Nắm chắc thời cơ có lợi cho ta ở chiến trường, công tác chi viện tổng hợp cho miền Nam được các cấp các ngành ở miền Bắc tiến hành rất sôi nổi. Riêng ở ngành công an, công tác chi viện cho chiến trường có tỷ lệ rất cao trong toàn bộ hoạt động của mình. Mỹ đã ngồi đàm phán ở Paris, nhưng vẫn nuôi tham vọng ở canh bạc cuối cùng. Mỹ huy động đến cả máy bay B-52 đánh phá vào Hà Nội, Hải Phòng. Ngay trong những cuộc chiến đấu ác liệt, cán bộ chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp đẽ, giữ gìn trật tự, tham gia chữa cháy, giải quyết hậu quả, cứu dân, cứu kho tàng bị đánh phá. Nhiều đồng chí đã anh dũng ngã xuống dưới làn bom Mỹ. Trong 12 ngày đêm, ta lập thêm một trận điện biên phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký vào hiệp định Paris và phải cuốn cờ về nước lặng lẽ. Chấm dứt một thời gian khá dài, đã sai lầm nhảy vào cuộc chiến ở Việt Nam. Chúng ta đề ra mấy nhiệm vụ ngắn, một là bảo vệ cái an toàn tuyệt đối cho đồng chí Lê Thọ và đồng chí Xuân Thủy, và bảo vệ an toàn chung của đoàn họp Paris. Cái thứ hai là phải dựa trên cái cơ sở pháp lý của nước Pháp, vì họ có cái trách nhiệm họ bảo vệ các cái đoàn đó để cùng quan hệ, để phối hợp để đảm bảo cái an ninh, cái trật tự cho đoàn. Thế đồng thời một cái nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong cái cuộc họp đó là cái bảo vệ, bảo mật cái tài liệu quốc gia về các cái cuộc hội đàm phải giữ kín. Cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam chắc chắn sẽ thắng lợi, ta sẽ cần tiếp quản luôn các vùng giải phóng khi lặng tiếng súng. Vì vậy đã có lớp tập huấn công an về công tác tiếp quản. Với tầm nhìn xa,
ngành công an mở các lớp huấn luyện học tập cho con em và cán bộ chiến sĩ an ninh miền Nam tại miền Bắc. Đây là hướng lâu dài. Những đồng chí được đào tạo về năm công tác, nhiều người lập nên chiến công xuất sắc. Trước tình hình của cách mạng miền Nam, trước khí thế tiến quân như vũ bão của quân và dân ta trên chiến trường, lực lượng công an nhân dân hồ hởi, phấn khởi, khẩn trương sắp xếp từ những cán bộ chiến sĩ ưu tú của mình, sẵn sàng lên đường chi viện cho miền Nam. Chiến dịch mùa xuân năm 1975 mở màn bằng trận thắng Buôn Ma Thuột. Góp phần cho trận thắng này, lực lượng an ninh đã tham gia bảo vệ tuyệt đối bí mật cho hành lang vận chuyển, các địa điểm trú quân, đẩy mạnh hoạt động nội tuyến, lấy được bản đồ bố phòng thị xã của địch, giúp bộ chỉ huy mặt trận bổ sung phương án tác chiến. Trước đó, an ninh ở khu, tỉnh, nhất là ở các thành phố lớn đã triển khai lực lượng nắm tình hình diễn biến và âm mưu hoạt động của địch. Lực lượng điện báo cung cấp sơ đồ thành phố, thị xã, hỗ trợ chiến dịch thắng lợi. Bộ Công an, Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam gấp rút chuẩn bị các công việc sắp tới cho kịp bước đi thần tốc của các quân đoàn. Đó là những buổi họp lịch sử và đầy xúc động cuối cùng ở An Toàn Khu. Trong các cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn, có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ an ninh. Trong nội đô, lực lượng an ninh đã vận động quần chúng nhân dân nổi dậy, dẫn đường cho các cánh quân của ta tiến vào. 8 giờ sáng ngày 30 thì tôi được cơ sở báo tin là Ngụy đã tan rã và chạy tán loạn, thì cấp tốc để cướp thời cơ, tôi cùng một đại đội an ninh vũ trang lấy phương tiện của địch tại Bình Chánh đi vào Sài Gòn để mà chiếm lĩnh cái tập nha cho nó kịp thời. Từ Phú Lâm đi vào tới Sài Gòn, đi vào tới tập nha thì được đồng bào reo hò vang dậy, và trên cái xe cắm cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tôi đến cái tập nha cảnh sát là đúng 11 giờ, thì có cơ sở đã chờ sẵn chúng tôi ở đó và địch không, hoàn toàn không phản ứng chút nào. Và như vậy là tôi cho lệnh chiếm tất cả các cái mục tiêu quan trọng mà đã định trước của tổng nha cảnh sát. An ninh tiếp cận mục tiêu quan trọng, thuyết phục các nhân vật đứng đầu chính phủ ngụy quyền Sài Gòn hạ vũ khí, kết thúc chiến tranh theo yêu cầu của ta. Trong khi các quân đoàn, lực lượng quân đội chiếm lĩnh sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, bắt tổng thống chính quyền Sài Gòn đầu hàng. Tại các đô thị miền Nam mới được giải phóng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an cũng đã có mặt ở vị trí chiến đấu mới, tiếp quản và tổ chức các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, cho ngày lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.